chiến tranh đã qua đi. Đất nước ta giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Nhưng vẫn còn lại đó những hậu quả, những di chứng nặng nề mà hàng triệu đồng bào của chúng ta phải gánh chịu. Nặng nề nhất là những nạn nhân chất độc da cam. Nhiều người đã chết, nhiều người vẫn đang sống trong bệnh tật hiểm nghèo và di nhiễm cả thế hệ con cháu. Hình ảnh những con người di nhiễm chất độc da cam trong hiện tại gây đau xót cho tất cả chúng ta, vì bệnh tật hiểm nghèo, vì những nỗi đau tinh thần dày vò mà họ phải gánh chịu. Tuy chịu nhiều bất hạnh, nhưng rất nhiều người trong số họ đã chiến thắng bệnh tật, vươn lên, nêu tấm gương sáng trong học tập, lao động. Niềm tin vào cuộc sống, lạc quan và yêu đời, họ mang đến cho những người đồng cảnh ngộ, nghị lực vươn lên, và bản thân họ như những cơn gió mát lành, đến và yêu cuộc sống này bằng tất cả những gì họ có. Hai chị em Hằng Hà là một trong số đó. Họ như những con chim sơn ca cất tiếng hát trong lành hiến dâng cho cuộc đời, như những cô công chúa nhỏ bước ra từ cổ tích xoa dịu nỗi đau bất hạnh của chất độc da cam. Nghe giọng của Thanh Hằng với Thanh Hà thì chắc chắn là hai bạn không phải là người miền Nam rồi đúng không? Dạ. Hai em sinh tại ngoại thành Hà Nội. Một dịp tình cờ thì hai chị em đi vào thăm dì ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu cùng em trai ở trong này. Sau đó dì hỏi hai chị em là có thích ở đây không, và có thích đi ca hát không, thì dì xin cho ở đây. Hằng và Hà nói rằng nếu mà dì xin cho con được đi hát mà con có ai nhận con hát hay là đi làm việc đây thì con sẽ ở đây với dì. Sau đó dì xin cho hai chị em làm việc ở khu du lịch sinh thái Phú Mỹ Phương, phục vụ văn nghệ ở dưới đó. Rồi sau đó hai chị em ở lại và ở cho tới bây giờ. Thì trong gia đình của mình đó, dạ, có bao nhiêu người con? Bố mẹ của em thì sinh được 5 anh chị em, một chị cả đến em là thứ hai, một em kế nữa, Hà là út. À, nhưng mà ở trong gia đình mình đó thì có bao nhiêu anh chị em là trong cái tình trạng như mình? Trong gia đình thì có 3 người như vậy, chị cả, tới chị Hằng, tới em là út. À, nhưng mà chỉ có Thanh Hằng với Thanh Hà là có năng khiếu ca hát thôi hả? Thực ra thì gia đình cũng mọi người cũng đều yêu ca hát, nhưng mà có lẽ là cái nghiệp lớn nhất là dành cho hai chị em. Lúc mà từ ngoài Bắc vào Nam đó thì có suy nghĩ suy tính gì trước nhiều không? Hai chị em thì trước lúc đầu thì vào Nam thì không có suy tính gì nhiều, chỉ nghĩ là mình vô đây mình thăm gì, mình đi du lịch chơi cho biết thôi, mà không nghĩ là mình ở lại luôn. Chắc đó cũng là một cái duyên cơ thôi chị, bởi vì mặc dù tuổi lớn nhưng mà hai chị em tính vẫn còn trẻ con như con nít, cho nên